Đức rồi. Tắt nhạc kiểm tra đi, tắt nhạc đi nè mình hả? Phải ra mở nổi. Tắt nhạc cho chị Hoàng solo kìa. Tắt nhạc đi nè mình biết rồi. Cho thổ chạy đó. Đâu, cho nhân vật chính đây đi. Cho em Đức thổ trước. Đây là sinh nhật của ai hả? Chị Hoàng, chị Hoàng.